Chào bạn, trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để biến một cái form như thế này thành một cái form có thể upload được file lên server như nào, upload dữ liệu lên upload các cái file binary lên server như nào. Ví dụ như file ảnh này, file tài liệu các thứ đúng không? Thì để mà làm được cái demo một cái bài như vậy thì mình sẽ mở rộng cái bài chúng ta đã học về tạo user mới dùng form rồi đúng không? Method là post. Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cái trường mới vào đây, đấy là ảnh đại diện. Và chúng ta sẽ upload một cái ảnh nào đấy từ máy chúng ta lên, lưu ở phía server và lưu vào trong database như thế nào. Đấy, bài rất hay đấy, bạn nào thích thì có thể chia sẻ ngay từ bây giờ cũng được. Đoạn sau sẽ rất là hay. Đấy, bây giờ mình bắt đầu thử gửi một cái form này lên để tạo user mới được chưa. Đặt tên là link đi, 123123123. Đấy, điện thoại như vậy. Bây giờ mình gửi đi, clear tất cả cái thằng cũ đi nhá. Gửi này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó tạo một cái post request, được chưa? Sau cái post request này trả về một cái status để redirect người dùng sang cái trang khác, redirect người dùng sang cái trang chèo user này. Đây, nhìn được cái phần response header, nhưng cái này mình đã dạy ở phần cũ rồi đúng không? Location đây. Rồi, các bạn để ý vào đây thì nhìn cái phần request header, request là cái thằng gửi từ phía trình duyệt lên trên đúng không? Lên trên server thì các bạn sẽ thấy là gì? Thứ nhất, để ý cái thằng content type ở đây là application x www form url encoded. Tức là gì? URL encoded là nó biến về một cái dạng, biến data về một cái dạng như kiểu một cái URL. Các bạn ấn kéo xuống dưới vào nhìn vào cái thằng form data này, ấn vào view source. Đấy, thì sẽ nhìn thấy gì? Nó có dạng là name bằng cái gì đó và phone bằng cái gì đó. Đấy, data nó được gửi lên server dưới dạng text như này. Nếu các bạn có nhiều field thì nó sẽ thêm dấu vào và cứ field key value ở đấy đúng không? Và nó lưu ở dưới cùng đây. Rồi, thì một cái điểm bất lợi khi mà dùng thằng này tức là các bạn không thể upload được file. Tại vì là làm sao? Chắc là cũng có cách để upload file thôi, nhưng mà cái thằng này không phải cách chính thống người ta hay làm. Đó, các bạn nhìn thấy là ở URL đây, nó chỉ là dạng text thôi đúng không? Gửi lên như vậy. Nếu mà mình làm một cái thử nhá, mình tạo một cái field để upload ảnh ở đây, xem nó hoạt động như nào. Chấm này, form group này mình copy từ trên xuống thôi. Đặt tên nó avatar, type là file, không có thằng này. Avatar form control file nhá. Đây là class của Bootstrap. Rồi, và reload lại thì các bạn thấy là nó thêm phải avatar chứ. Thì các bạn thấy là nó thêm một cái field mới ở đây. Thử xem là nếu cái gì sẽ xảy ra khi mà mình sẽ tạo một người dùng mới. Đây mình đặt là Hoàng chẳng hạn, 123123, và thêm ở đây một cái ảnh mà mình tạo ra trên JSLand. Ấn vào create. Và chúng ta cùng nhìn vào data của nó này. Các bạn thấy nó gửi lên ba cái field dạng text, name, phone và avatar, được chưa? Thì nó sẽ lưu trong database như nào. Bây giờ mở database ra xem dữ liệu. Thì các bạn thấy là gì? Chết nhầm, không phải file này. Đúng file này. Các bạn nhìn thấy là tên Hoàng và có avatar ở đây là batch.png, tức là một cái file text. Nhưng mà file thì nó không được lưu trên server, tại vì là thằng form dạng này nó không, cái phận dạng mặc định nó không gửi đi, không gửi dữ liệu dạng binary lên, mà nó theo đấy nó gửi gì, cái dạng text, tức là tên của file lên. Thì bây giờ làm nào để chúng ta có thể gửi được file? Thì trước tiên là các bạn phải update cái code HTML các bạn để chuyển cái form này sang một cái dạng encoding khác. Đấy là gì? Multipath form data. Cái này bắt buộc. Các bạn nhìn vào đây thì thấy là bài này các bạn có thể tìm ở trong cái chuỗi HTML trên W3Score. Cái đó. Rồi mình copy thằng này, method cái method bắt buộc là phải là post nhá. Đấy. Bây giờ mình thêm một cái thuộc tính như vậy vào đây để xem lúc gửi đi nó như nào. Để ý cái chỗ cái thằng các bạn để ý cái thằng header vừa nãy mình chỉ cho các bạn, content type ấy. Ok chưa? Thử nhá. Rồi reload lại trang này. Và element thì các bạn nhìn thấy nó có cái thằng encoding type ở đây rồi. Đây mình truyền vào tên là gì? Michael chẳng hạn.
Xong rồi đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 7, 8, 9 gì đấy. Thêm lại cái ảnh vào nhá. Đấy. Bây giờ mình bắt đầu ấn Create này. Vào phần Network. Xem là có gì xảy ra. Đây là mình dạy cho các bạn rất là kỹ. Tức là làm thế nào để hiểu được cái cách hoạt động bên trong của nó. Chứ không phải là chỉ nhìn bên ngoài là à đây là submit form thì phải nhập cái đấy. Tức là nó có cái lý do của nó hết nhá. Thì các bạn nhìn thấy ở đây là cái thằng post request này gửi lên. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy cái thằng content type ở đây. Được chưa? Nó thành gì? Multi part form data. Nhân nó gửi lên xong rồi thì thằng này nó bị lỗi báo là gì? Name và phone required. Thì bây giờ phải làm nào? Thì các bạn bây giờ mình không biết lỗi nó ở đâu đúng không? Giả sử như các bạn là mới học không biết là mình thì mình biết là lỗi nó ở đâu. Như trong trường hợp các bạn rơi vào cái trường hợp như này thì các bạn phải đoán là gì? Cái thằng validation của mình nó đang báo là thằng này có lỗi gì đấy đúng không? Thì cái mà mình sẽ phải check sẽ là thằng validation. Được chưa? Thì học cái bài về validation rồi, nó nằm ở trong cái gì? Validate user. Đấy thì khả năng là cái thằng name với phone ở đây là nó không có. Thì chúng ta thử check bằng cách là gì? Đấy. Ấn vào cái thằng green này này, cái thằng lục giác màu xanh này. Thì các bạn sẽ thấy là gì? Để mình zoom lên chút. Các bạn sẽ thấy là đây nó mở ra cái phần debug cho cái backend của mình. Bây giờ mình sẽ mở cái file validate chéo user.validate này ra. Mình đặt một cái breakpoint ở dòng số 4 này để xem giá trị của thằng body ở đây nó đang là cái gì. Bây giờ mình submit lại này, Michael này, 123. Thế nhanh. Đây, avatar nhập vào create. Rồi. Body ở đây là gì? Một cái thằng object trống. Name không có gì cả. Đấy, thì rõ ràng là nó báo lỗi đúng không? Và khi có lỗi thì làm sao? Nhảy xuống dòng tiếp này. Nhảy xuống dòng tiếp này. Có lỗi đúng không? Nhảy vào phần render và trả về lỗi. Thì do là cái thằng đấy thì bài này mình sẽ dạy các bạn là vì sao nó lại như vậy. Thì cái middleware của mình cấu hình lúc đầu ấy là cái thằng body parser này. Được chưa? Thằng body parser này nó không hỗ trợ cái kiểu multipath form data như vậy. Thì cách làm của chúng ta là gì? Mình trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái middleware khác giúp chúng ta có thể đọc được dữ liệu ra từ cái kiểu form như vậy. Đấy là cái thằng Munter này. Các bạn có thể download, các bạn có thể Google Express Munter này, nó ra một cái repo trên GitHub. Các bạn cài vào máy của mình. Chưa? npm install save Munter. Rồi xem cách dùng của nó như nào nha. Đây các bạn sẽ phải require cái thằng monitor này vào. Và code làm luôn nhá. Thì ở cái phần user đúng không? User route của mình. Ở đây. Tức là gì? Trước khi validate thì mình phải cho mình phải phân tích cái dữ liệu của nó ra đã. Thì cái thằng monitor này giúp các bạn đọc cái dữ liệu từ cái request của mình. Dữ liệu dưới cái dạng form data như vậy. Require xong rồi làm gì tiếp? Các bạn sẽ phải tạo ra một cái instance của nó, tạo ra một cái object của nó, được chưa? Đấy, và các bạn truyền vào một cái đường dẫn đến cái phần upload của mình, được chưa? Xem là upload vào đâu? Thì đây mình upload vào public nhá, chấm chéo public upload này. Đấy, thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái thư mục gọi là upload ở đây chẳng hạn. Đó, thì các file nó sẽ đi vào đó. Bây giờ chúng ta sẽ phải tạo ra một cái middleware bằng cách là gì? Mình cho vào đây. Đấy, làm y hệt như là hướng dẫn ở trên GitHub là ok. Thế là mình bảo đây là mình sẽ upload một cái single, tức là gì? Một cái file đơn lẻ. Mình sẽ upload một cái file tên là avatar. Được chưa? Check ở cái field có tên là avatar. Gửi từ dưới client lên. Thì dòng này dài quá, mình tách nhỏ nó ra thành các dòng như này rất dễ nhá. Đó. Dấu phẩy ở cuối. Rồi.
Cái này có thể cho xuống dưới được. Đấy, tức là mình biết là mình đang có ba cái middleware rất là dễ đọc. Thường thì code người ta để cho không dài quá, đọc theo chiều dọc thì dễ hơn là chiều ngang. Rồi, thế bây giờ mình làm như này. Chạy lại server nhá. Chết, npm start. Npm start. Rồi, quay lại cái debugger của mình. Đâu nhỉ? Mình vào user route. Xem nó có đấy chưa? Có rồi. Quay lại phần validate. Đặt một cái breakpoint ở đây xem là nó đã hoạt động được chưa. Nào, bây giờ bắt đầu upload lại nha. Đấy, mình ấn command R thì nó sẽ gửi lại cái thằng post request vừa rồi mình lên. Hoặc các bạn có thể nhập lại cũng được. Bây giờ check này, body đã có dữ liệu rồi đúng không? Đấy. Tiếp theo nữa, các bạn đọc documentation của nó thì nó sẽ bảo là gì? Cái request, cái rec.file này, nó sẽ là cái, nó sẽ chứa cái file mà mình upload lên, được chưa? Đấy. Các bạn nhớ là gì? Cái tên này phải trùng với cái tên field ở bên HTML nhá. Ví dụ ở đây avatar thì cái thằng name này đấy cũng phải avatar. Nhớ, không được quên này. Đấy, dễ nhầm, không upload được. Thì nó bảo là nó sẽ lưu lại vào cái thằng rec.file. Đây, file đơn lẻ, được chưa? Nếu các bạn up nhiều file thì các bạn có thể set kiểu này và nó sẽ làm sao cho vào cái thằng files này. Thì các bạn ở đây nhìn vào thằng rec này, trỏ vào nó thì thấy một cái thằng tên là file. Đấy. Nó up vào cái mục gì? Chấm chéo public uploads này. Đấy, xem file nằm ở đâu nha. Đây, nó được lưu vào trong cái thằng public uploads của mình. Được chưa? Đó. Thế tiếp theo này. Bây giờ mục đích của chúng ta trước tiên là nếu mà chúng ta lưu cái thằng body này. Từ từ nha. Kiểm tra body name với cả phone có rồi, ok đúng không? Và tiếp này, bây giờ mình sẽ xóa cái breakpoint này đi. Nếu mình ấn play thì nó sẽ chạy tiếp luôn. Nhưng bây giờ mình muốn dừng lại ở cái đoạn user controller. Đúng chưa? Cái middleware tiếp theo sẽ là gì? Cái thằng post create này. Đặt một cái breakpoint vào đây cho nó chạy tiếp thì nó sẽ dừng lại cái thằng breakpoint tiếp theo, đúng không? Chương trình vẫn đang chạy mà, theo thứ tự. Tức là khi mà mình hiểu được cái thứ tự của chương trình nó chạy nào thì mình sẽ đặt cái breakpoint đấy rất là dễ. Đấy, cho mình sạc điện thoại, sạc máy tính nữa. Đấy, thì các bạn xem ở đây thấy cái body là name và phone, đúng chưa? Bây giờ chúng ta phải tạo một cái field tên là avatar để lưu lại cái thằng lưu lại cái đường dẫn đến cái file ảnh nhá. Nhớ là cái đường dẫn đến file ảnh. Bây giờ nhìn này, mình vào file này thì các bạn thấy là mình sẽ phải làm sao? Đấy, đây là cái path đến cái file của mình này. Cái chưa? Mình có thể lưu thằng này lại cũng được. Mình có thể lưu cả cái thằng này lại vào trong database. Thấy chưa? Đấy là file.path và database. Đấy. Nhưng mà khổ cái là nó không có cái đuôi. Cái đấy thì mình sẽ sửa sau nhá. Trước tiên là mình lưu nó lại cái đã. Thì ở trong cái thằng product controller này, nhầm, trong thằng user chứ. Trong user controller mình phải lưu vào đây. Đấy, tức là gì? Mình phải khai báo một cái thằng data bằng rec.body cái đã. Thấy chưa? Hoặc là mình... Cách này không phải là cách hay nhất nhưng mà làm cho nhanh nhá. Rec.body này, .avatar. Để tí nữa mình lưu cái thằng rec.body vào đây thì rất là dễ đúng không? Không phải thay đổi gì cả. Avatar mình không lưu cả cái file mà mình chỉ lưu cái đường dẫn đến cái chỗ mà mình upload thôi. Thì nó là rec.file. gì ấy. Giờ đây, ấn vào file này. Thì các bạn thấy là cái thằng path đúng không? Là cái thằng mà mình cần. Đó. Thì nó lưu vào cái thằng path. Từ. Rec này, file này, path. Rồi. Nhưng mà làm sao? Đến cái lúc này ấy, từ từ nhá. Bây giờ mình play trước đã này. Mình ấn play cái đã để mình giải thích cho các bạn. Rồi. Bây giờ nó lưu vào trong file, lưu vào trong database rồi, nhưng mà nó sẽ không có cái thằng avatar tại vì mình chưa set cho trong cái rec body. Đấy, các bạn thấy là name này, phone này đúng không? Thế bây giờ làm thế nào? Bây giờ các bạn nhìn này, ở trong cái thằng uploads thì
thì nó có cái file ảnh rồi. Giả sử như mình nó là file binary, các bạn sẽ không đọc được nội dung này, nó là file ảnh. Để mà mình mở được cái file đấy thì có phải là mình gõ vào đây là gạch chéo gì không? Upload gạch chéo gì? Tên file. Các bạn đã học về cái phần static file rồi, đúng chưa? Làm sao để serve được cái thằng static file thì mình chọn cái thằng thư mục public này là static file. Khi mình nhập này thì rõ ràng là mình sẽ phải làm sao đọc được cái ảnh đấy, đấy nó down về máy tại vì nó không hiểu là cái định dạng gì. Rồi thì vậy nghĩa là gì? Mình không muốn lưu cả cái thằng public chéo upload chéo tên file vào đây tại vì thằng này không tồn tại đấy. Mà mình sẽ bỏ cái thằng public ở đầu đi bằng cách nào? Thì đây chúng ta làm, nhìn nha. Mình làm lại này, một người tên là tôm chẳng hạn, 1 2 3 4, chọn lại cái file đấy chưa, đặt tiếp breakpoint vào đây rồi cho nó chạy, rồi nó dừng lại đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải chuyển cái thằng tức là phải bỏ cái thằng public ở đầu đi và chỉ giữ cái phần gì đó, upload gạch chéo cái gì đấy thôi, đúng không? Bỏ public ở đầu đi thì làm như nào? Thì rất là dễ. Bây giờ chúng ta có thể test được luôn ở trên cái thằng debugger này, direct.file.path đây, đúng không? Thì mình sẽ làm cái động tác là .split split, được chưa? Split tức là nó sẽ chia nhỏ cái chuỗi này ra thành nhiều phần và nó sẽ lấy cái thằng gạch chéo này để làm cái gì? Cái thằng phân chia. Đấy, thì nó sẽ chia thằng string này làm 3 cái string nhỏ dưới dạng cái array, đúng không? Bây giờ mình muốn bỏ cái thằng đầu tiên đi, thằng public đi, đúng không? Thì mình sẽ làm gì? Chấm làm sao? Slice. Còn rất nhiều cách để làm, có thể slice từ vị trí 1 chẳng hạn. Được yeah. Chưa? Hoặc là có thể shift, unshift gì đấy, nhưng mà làm cái này nhanh nhất. À cái này mình thấy khá là nhanh. Slice 1 thì nó sẽ trả về cho mình mất đi thằng public này. Còn chấm join, mình join vào. Được yeah. Chưa? Join lại thằng chéo vào thì nó sẽ nhập lại vào, đúng chưa? Tức tách ra này, bỏ thằng đầu tiên rồi nhập lại. Đấy, rất là hay JavaScript. Rồi bây giờ chúng ta quay lại code sửa lại này. Đấy, mình chỉ phải copy vào thôi, đúng không? Thì nó sẽ ra kết quả mình mong muốn. Và bây giờ nó sẽ lưu vào trong body là cái thằng upload gạch chéo cái gì đó, lưu lại file. Rồi vào lại trang create. Giờ mình tom nhá, 1 2 3 4, chọn ảnh, chọn create, rồi dừng lại ở đây và next tiếp này, rồi next phát nữa này, xem body nó có gì rồi. Đấy, nó có thêm ID vừa mới được tạo ra ở cái dòng 37 và có thêm gì, avatar, đây là upload gạch chéo cái gì đó. Bây giờ chúng ta tự tin để lưu rồi, đúng không? Rồi, đã lưu vào trong database, kiểm tra lại database xem có dữ liệu chưa. Đã có. Thế bây giờ làm sao để hiển thị ra? Rất là dễ. Nhớ đấy, bỏ này đi này, mình thêm cho nó một cột vào đây là avatar, đúng không? Cột đầu tiên nhá, trong cái file view của mình, đúng không? View user index. Đấy, thêm một cái hàng nữa, avatar td bằng, không phải bằng nữa mà là gì, img src bằng user chấm gì avatar. Đấy, lại nha. Đấy, có ảnh to tướng này, cho nhỏ lại đi như nào, sẽ thêm thằng width bằng, đúng không, bằng 64 đây. Đấy, quá đẹp. Thế bây giờ cái thằng này ảnh vỡ thì nó là bị lỗi, đúng không? Xem lại vì sao lỗi, tại vì database mình có thằng nào đấy có ảnh đấy, mình không muốn, xóa đi. Rất nhanh, khởi động lại server là xong. Đấy, rồi. Thì rất đơn giản như vậy thôi là chúng ta có thể làm được cái phần upload rồi, đúng không? Các bạn bây giờ có thể làm sao cho hiển thị ra những cái ảnh mặc định nếu mà trong trường hợp người dùng không có ảnh. Thấy chưa? Mình chuyển cái ảnh này về dưới dạng cho nhỏ đi chút, 32 đi. Đâu rồi? Trang index này, đúng không? Cho 32.
Đấy, rất đẹp. Thì các bạn có thể làm được một trang quản lý các cái sản phẩm này, hoặc là các bạn có thể làm thư viện sách có các cái hình ảnh của cuốn sách như vậy. Được chưa? Tự làm cho mình một cái app quản lý cái gì đó của chính bản thân đi. Đó. Rồi bây giờ thử lại upload lại lần nữa để xem có gì mà 1 2 3 rồi thêm cái ảnh khác nha. Đây lấy ảnh này đi, create này, rồi vào đây đấy, các bạn sẽ thấy cái thằng content type này nó là dạng gì, multi platform data. Đấy, đây là một bài rất là hay, thì hy vọng mọi người sẽ học được nhiều cái từ đây hơn. Đã tự làm cho mình những cái phần upload, bây giờ thử upload nhiều ảnh lên xem như nào, lưu trong dữ liệu dạng array đúng không? Rồi, ok, chào bạn.